Hello hello tất cả các em nhá. Anh em ăn cơm nước gì chưa nhỉ? Và ngày hôm nay chúng ta có gì? Hôm nay thì vẫn tiếp tục content ngày hôm qua. Thì tôi có 10 tiền tỷ. Hôm nay chúng ta tiếp tục hoàn thành móng quay nha anh em. Để biết là từ view tin gì 10.000 tỷ. Tập 1, tập 2 tôi cũng chưa xem. Ui, cảm ơn Nguyên nhiều nhá. Team xoay quanh cậu lúc với gót Messi. Ui, cảm ơn Nguyên nhiều nhá. Chiến thần Mudrik đã chiến thắng Thủy Ngân với 100.000 đồng. Ui, cảm ơn chiến thần. Em và trẻ đương đại. Ui, cảm ơn chiến thần Mudrik. Em và trẻ đương đại 10 vé đã. 10 vé đã. Đây, 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 từ từ nhá. Chân đèn. Đương đại. Cộng Mudrik. Từ từ anh em ơi, từ từ nhá. Đoạn này hơi nhiều vé này. Hơi nhiều vé này. 10 vé này trước này. Mudrik. Chân đèn đương đại Mudrik. 10 vé. Ôi, con mất đâu rồi. Đây rồi. Anh cho xem. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Một cái vé nữa trả lại cho nè này. Ok. Chúng ơi đợi anh tí nhá, anh view team cho bạn ấy đã. Xong rồi tí nữa vào sân nha chúng ơi. 50 vé cho em Nguyên ạ. Ui, 50 vé cho em Nguyên. Cậu Luke. Cậu Gold Maxi. Thế thì build bà xã chứ còn gì nhở. Build bà xã thôi còn gì. 50 vé ạ. Anh em mới đợi tí 50 vé nha. Ui. Let's go. Quay luôn nha. Và đây là, và đây là Cỗ xe tăng Đức. Chúc mừng Cỗ xe tăng Đức. Chúng ta sẽ build team Cỗ xe tăng Đức với đầu tàu Toni Kroos FS08. Đùa vịt đi á. Thôi một cái xong luôn đi. Đùa vịt nhá, thế đùa vịt nhá, 5 vé nhá. Real cộng Ruler. Real cộng Ruler. Ok. Chân đèn cộng Z. Nhạy cảm đấy nhở. Uầy. Mãi đi cả tim gầy luôn hả? Quay cái khác được không? No. Quay cái khác được không? Sao có cái này vậy? Cậu Luke. Cậu Gold Messi. Ok các bạn. Giờ sẽ đi đua vịt nha. Chơi thì chơi. Sợ gì? Sao? Như nào? Như nào? Ok, let's go. Chúng ta đây với Shuffle. 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 Phang. Ui, hát speak đây. Hát speak ơi, đi từ từ thôi. Máy ơi. Ui, cô sẽ lăn của tôi sao vậy? Ui, ui. Sao con hát speak đi nhanh vậy? Ơ. À. Ơ. À. Ui. Cô sẽ lăn thân đèn các thứ sao vậy? Ôi sao nó đi chậm vậy? Hát speak. Ok ok, slowly slowly. Ok, đang có sự, đang có sự, đang có sự bứt phá. Ừ, mẹ con cỗ xe lăn này đúng là cỗ xe lăn nó khác. Cụt chân. Không thể đi gì cả. Ui, và cỗ xe lăn không di chuyển luôn mà. Ui, cỗ xe lăn, cỗ xe lăn. Cỗ xe lăn đang phi lên. Ui, cỗ xe lăn. Hát speak sao rồi? Ok. Ui, cô mẹ thật ngu lời bị điên à? Ok à. Dấu tên đã bị scan. Uầy Học hồi nãy có đá bằng một đại học thôi được khi xuất thầy. Đội hình hồi nãy có đá bằng một đội hình. Đá được nha. Chúc mừng Real cộng Ruler anh em ơi. Chúng ta sẽ đi build team color Real. Đầu tàu Ruler. Let's go. Có liền. Tứ ca là cái tên đầu tiên thầy lựa chọn luôn. Ra mốt mùa DC cộng 5. Chắc chắn rồi. Yes sir. 1.000 tỷ vào sân, bản hợp đồng, chất lượng. Tứ ca không thể thiếu. Tứ ca sẽ đá cặp với ai? Rudiger hay Varane nhỉ? Đầu tàu Guler, nhỉ, ra mua Guler trước đã. Adam Guler, có hàng không ta? Adam Guler giờ sợ không có hàng chứ. Hả? Ô, mà đúng 1.000 tỷ. Đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Phải biểu. Tứ ca phải có PP đấy thầy. Xong rồi nhưng mà ui, Guler này thôi nhở. Guler này xin phép thôi nhở. Xin phép người anh em nào quả Guler này chắc là thôi luôn đấy chứ. Sao mua 1.700 không nhở. Ê,
quả này không ta? Hay là quả này nhỉ? Quả BTB nhá. Xanh chín đi thầy, có ai bán đâu. Đây, đợi tí, xanh chín. Rồi anh Liêm của em đâu? Thầy bơ em à, mặt mếu. Không bơ thì không bơ, anh Liêm chắc chắn phải có. Bộ ba mà. Valan DC ngon hơn à? Valan DC ngon hơn em ơi. UT đẹp keng rồi. Build lịch sự cho em bảo mà, em bảo phải đợi mấy ngày hôm nay rồi. Thấy chưa, cooler làm gì có hàng đâu, mấy anh em cứ kêu là lịch sự, không lịch sự, hủy luôn, lấy tiền mua đội. Thử tính xem bêu nào, bêu sợ không có hàng ấy nhở. Bêu tôi sợ không có hàng ấy chứ. Ê, bêu có hàng này, mua con này luôn nhở. Đang min luôn này. Xong rồi, mút luôn. Bêu giá ảo mình tái hiện mà anh em. Giá ảo như đá vẫn ghê nha. Ui, Casemiro này một món quà luôn đấy nhở. Mùa mới nữa chứ. Mùa mới luôn này. Vụt thôi chứ còn gì. Nhà đẹp điên. Mẹ chẳng con đấy có gì mà xúc ảo. Con bêu này thì anh em thích thì bán lại được thoải mái. Hamed à? Được, cho em liền. Thầy sợ không có hàng đấy chứ. Hamed, Gold Regret. Có hàng rồi này. Nhưng không có 8 à? Xin là cho. Tái hiện chuẩn chỉ luôn. Ui, thì chính ra Cavahan này vô địch nhiều phết nhở. Quả Cavahan này vô địch C1 dã man luôn nhở. Đây, Cavahan này. Moon thì bắt Benzema BTB 8 đẹp keng. Modric. Luka Modric. Xong luôn, DC mạnh nhất luôn gì. DC đẹp keng. Sẵn hàng luôn mà. Gì cũng sẽ không về nữa. Mút. Mút đi gì, 300 tỷ đẹp keng là món quà luôn. Rồi, ok. Chúng ta đã tái hiện được lại tam tấu Real Madrid Real. Đấy, năm cái năm mà họ 3 năm liền họ vô địch C1. Dư tiền á? Dư tiền thì để lúc nào bạn ấy bổ sung gì bạn bổ sung ấy chứ. Đây đúng không? Cái đội hình 4-1-2-1-2 này đúng không? Thôi, 4-2-1-2 này mẹ đi. Cho nó dễ đá. Quá đẹp. Đội hình này thì anh em đòi hỏi gì nữa. Cộng 7 hồi lông chấp nhận chứ không có cộng 8. Cộng 8 là tôi mua rồi. Cặp này nó mới là cặp trung vệ huyền thoại. Đoàn Lê đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Đoàn Lê nha. Nhìn ông thầy bưu mạnh điên, mạnh ai nấy đá. Này chê chịu thật, này chê chịu thật. Không hiểu chê gì luôn ấy. Không hiểu chê gì luôn. Bưu như này mà anh em còn chê nữa thì tôi không biết là anh em muốn như nào thật. Thầy xem nó búp gì vậy. Đợi tôi tí tôi chỉnh chiến thuật cho bạn bảo ạ. Tham gia tấn công luôn, tập trung trung lộ. Tham gia tấn công. Đâu ấy nhở? A Long vào sân nhở? Và cẩn thận luôn đi như đội này mạnh điên. Mỏ neo, giữ vị trí. Tập trung trung lộ. Thế là xong. 3-3. Ok chưa? Uầy, mạnh thế. Quả Real này mạnh kiểu dã man luôn đấy. Búp, quả Real này búp căng luôn anh em ạ. Búp vãi bìu. Uầy, sao nhìn quả A Long giống ạ của thùng chanh vậy. Giống ạ thùng chanh vậy. Cà biết sức mạnh không? Xuân Huỳnh đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Xuân Huỳnh nha. Giết nhẹ thôi, hỏng hết con nít cây cây. Cảm ơn Xuân Huỳnh nhiều nha. Nhưng tối nay nhớ nha, ngược anh 7 là món quà. Cả sự bìu nó hay. Bìu đá kìa. Kẹo dẻo chưa? Cánh đẩy. Bàn thắng đầu tiên. Giải ngân hà. Nhẹ nhàng thôi.
Tứ ca, tứ ca, đó là tứ ca. Marcelo đang leo lên. Cavahan đang leo tới. Thể luôn. Con Groot Ebet này ZD không ngon nha. Tôi pick ở FVPL tôi biết con Groot này không ngon. Có gì mai thầy ra cầu Long Biên nhặt đôi dép ra truyền về giúp em ạ. Điền nghe thầy không bao giờ phải nhặt dép là tin chuẩn luôn. Nhẹ thế anh Liêm ơi. Ai mua trời. Groot này có sẵn mà. Ôi một cái mà mồm. Biết đồ tể PP không? Biết gã đồ tể PP không? PP bây giờ về già đã hiền nhở. Thầy có thấy game dạo này thi thoảng giật cái không có. Có run hình như đang do mạng hay sao ấy. Đang đứt cáp hay sao ấy. Đứt cáp này quả đời quả rồi chuyện bị lỗi. Bạn là nhất. Bạn là nhất nhá. Bạn là nhất. Bạn là nhất. Cho Tiến Linh chạy trước. PP tới đây. Một đích truyền kìa. Xong rồi gì, quả xong rồi gì. Quả này, ôi ôi cái chân phải của BP, à cái chân phải của BO kìa, buồn thế. Ớ. Nope. Tôi mới đi lâng cấp đấy, đừng nói này yếu. Xuân Huỳnh đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Xuân Huỳnh nha. Ông bà E hiện về nói, đợt này ông bà yếu, ca gánh nổi con đâu. Đừng nghe thầy Lân. Đừng nghe là đừng nghe. Phải nghe. Nghe đi không tối nay hối hận đấy. Cút con mẹ. Tiến Linh à, con gì đấy. Con gì đẩy cái ngã luôn vậy. PP có mặt rất đúng lốp. PP, đó là sự đẳng cấp của PP. Đó là sự đẳng cấp của PP. Rayan này mà anh em chê thì đúng là chịu thật. Build team này yếu thì nghe còn được. Như máy nó yếu chịu rồi. Nilo không hát nữa mà chỉ xem thầy stream đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Nên nhớ thầy là kiện tướng bách khoa. Đừng dạy thầy máy móc các kiểu mặt cười. Dạy làm con 914.700 SX với 4070 ti cho hiểu luôn. Vẫn giật anh em ạ. Vẫn giật. Cái này là do mạng. Cái này do mạng nhà tôi đang nó đang. Mặc dù tôi không biết là vì sao nó lỏ nhưng mà tôi nghĩ là do mạng. Gâu. Mẹ con lên chiến binh vậy. Con gì ấy. Phải thằng lao kìa. Khuất Văn Khang, Khang khuất kinh vậy. Lao kinh vậy trưởng. Mà pressing à, pressing à. Massage đống đa dịch vụ tuốt lươn massage thổi kèn đá trứng cút đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Ui. Người ta bảo biết thì tậm tặc, không biết thì ngậm 3 chấm CPU thế làm sao phải 3 chấm? Không biết con nào khỏe nữa. Biết thì tậm tặc, không biết thì ngậm mà nghe. Làm sao mình phải 3 chấm làm gì? Nói thẳng ra thế cho cẩn thận. Thầy nói bậy thế có gì đâu, nhắc đến cạc thì chúng ta có VIP cạc 24h.com. Ý là như vậy, đang quảng cáo VIP cạc 24h.com mà anh Dory của em ơi. Chun đã chi phối thầy Lân với 20.000 đồng. Ôi dồi, cảm ơn ông nhiều. Sao nghe siêu phèn vậy ông, siêu rõng rạt lên tí nào. Muchas gracias afición, este para vosotros. Siêu. Được chưa, Lee Chun ơi, cảm ơn A Long nhiều. Anh em ơi, hôm nay tôi cũng lên sớm ấy. Thì hôm nay tôi xin phép anh em đi đá bóng với anh em trường làng tí nha. MU đã chỉ hẹn anh em tối nay nha. Bye bye anh em. Mãi yêu trái tim. Tối nay chúng ta gặp nhau nha anh em nha. Thì tối mình gặp nhau nha anh em. Chắc thì đá bóng tí nha. Anh em tối nay bye bye.